Con dốc này rất cao nha bạn. Gành nè, gành rất nhiều. Con dốc này rất cao và rất dài nha các bạn. Con dốc này đặc biệt là đá gành rất nhiều, nên là có thể làm bánh xe bị trượt. Đoạn dốc vẫn còn là khá cao nha các bạn. Còn một đoạn dốc rất cao nữa là chiếc xe sẽ xuống tới sông nha bạn. Đoạn dốc này rất cao. Cùng chiếc xe là xuống dốc an toàn rồi các bạn. Bây giờ là chiếc xe sẽ vượt qua sông rồi ra đường chính và tiến thẳng về nhà máy ở khu công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi. Đây, nó sẽ qua sông và ra được đến khu dân cư rồi các bạn.